Chào các bạn, bây giờ các bạn hãy thử nhắm mắt và nghĩ xem chính phủ in cho mỗi người ở Việt Nam chúng ta 10 tỷ đồng. Bạn nghĩ sao? Bạn sẽ mua được rất nhiều thứ như iPhone XS này, siêu xe, đi du lịch Hà Thanh. Có khi cả đời bạn không phải làm việc nữa. Có 10 tỷ thật đấy, nhưng không phải màu hồng như bạn nghĩ đâu. Hy vọng sau khi xem xong hết video này, bạn sẽ hiểu ra tại sao không thể in thêm tiền. Và đừng quên giúp mình ấn nút đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến của các bạn. Có bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi là tại sao các quốc gia khác hay đơn giản như Việt Nam chúng ta không thể in thêm tiền để trả nợ, để xây dựng các công trình mà không phải vay các nước lớn, không phải vay Trung Quốc, không phải vay Nhật Bản, không phải vay nguồn vốn ODA nữa, hoặc để giúp người vô gia cư, người nghèo hay giải quyết tình trạng thất nghiệp, đơn giản hơn nữa là chia tiền cho tất cả mọi người cùng giàu. À, các bạn nghĩ đây dường như là câu hỏi khá ngớ ngẩn, nhưng theo mình, không ít bạn chưa biết và hẳn rất tò mò tại sao lại không thể in tiền được như vậy. Nào, chúng ta cùng giải đáp nhé. Câu trả lời này chỉ có thể tóm gọn trong một từ: lạm phát. Các bạn đã biết lạm phát là gì chưa? Lạm phát được định nghĩa là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, và sự mất đi giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây. Do đó, lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Sau đây mình sẽ cho các bạn một vài ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn. Vào những năm 1990, khi vàng chỉ 4 triệu đồng trên một lượng và giá vàng năm 2019 đã gần 40 triệu đồng một lượng, bữa cơm gia đình cho 7-8 người vào những ngày đó chỉ khoảng 5-10.000 đồng, và một bát phở khi đó có giá chỉ 7.000 đồng, còn bây giờ bát phở đã là hơn 30.000 đồng. Và qua ví dụ trên, các bạn đã thấy sự mất giá trị của đồng tiền Việt Nam chưa? Trước hết, chúng ta cùng nhận định chính xác tiền là gì. Tiền đã tồn tại từ hàng ngàn năm rồi và rất đơn giản, các bạn có thể hiểu như sau. Những thứ giao dịch được có giá trị sử dụng thực tế như muối, mắm, gia vị, gia súc. Việc mang theo mọi thứ đó có thể khiến bạn thấy phiền phức, nặng nề. Lúc này đồng tiền đại diện sẽ làm những thứ đó mang theo rất dễ dàng hơn. Tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất, dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ. Nhưng điều quan trọng cần biết đó là tiền hoàn toàn không có giá trị nội tại. Bạn hiểu điều đó nghĩa là gì không? Tức là bản thân đồng tiền không có giá trị thực. Tiền chỉ có giá trị bởi vì chúng ta tin rằng nó có giá trị. Và để hiểu rõ hơn thì mình sẽ cho bạn một ví dụ này. Tưởng tượng bạn bị rơi máy bay và bị mắc kẹt ở một hoang đảo. Tiền sẽ hoàn toàn vô dụng vào lúc này. Có tiền bạn cũng chẳng mua được gì, ở hoang đảo có gì để bạn mua. Hay bạn nghĩ bạn đưa tiền cho lũ khỉ và bọn nó sẽ đưa hoa quả cho bạn? Không có đâu. Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ nữa. Bạn và 10 người khác bị trôi giạt vào một hoang đảo trên biển. Trên đảo chỉ là bãi cát, thức ăn, thức uống không có gì. Lúc này, bạn ước có một quả dưa hấu trôi qua hay một cục đô la trôi qua. Trường hợp như trên đảo này có vùng dưa hấu chỉ đủ cho 11 người ăn, trong đó có cả bạn, sống cho đến khi có cứu trợ tìm thấy. Nhưng ở gần đó cũng có 3 người bị mắc kẹt trên một hoang đảo, không có gì hết, họ chỉ có tiền và tiền. Và họ mang tiền ra mua dưa hấu của bạn. Vậy, bạn có bán dưa để lấy tiền không? Chắc chắn là không rồi. Như vậy, khi không có giá trị của cải được tạo ra thì đồng tiền có in ra nhiều mấy cũng không có giá trị. Như các bạn thấy đấy, ai ai cũng có 10 tỷ, ai ai cũng đi mua sắm đồ. Nhưng của cải, vật chất thực sự đâu có in ra nhanh được như tiền. Nào chúng ta cùng quay trở lại câu hỏi ban đầu. Hẳn các bạn đã học kinh tế cơ bản. Kinh tế cơ bản đã cho chúng ta biết rằng sự tăng nguồn cung dẫn đến sự sụt giảm về nguồn cầu và dẫn đến giảm giá. Ví dụ chợ sắp hạ Tết này chỉ cần 1 tấn thịt lợn để phục vụ Tết, nhưng thương lái đổ về bán quá nhiều lên tới 3 tấn thịt. Do vậy, thừa 2 tấn thịt mà không ai mua và tất nhiên giá sẽ giảm. Thứ nhất, tiền in thêm nhiều không làm cho đất nước thịnh vượng. Tiền có giá trị vì bạn có thể dùng nó để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Nhưng việc in thêm tiền không sản xuất ra thêm hàng hóa và dịch vụ thì nó đơn giản, nó chỉ tràn lan giá trị của hàng hóa và dịch vụ xung quanh số lượng tiền tồn tại trong nền kinh tế. Kết quả là hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng giá vì số lượng tiền trong nền kinh tế tăng, còn số lượng hàng hóa thì vẫn giữ nguyên, không tăng tí nào. Vậy nên càng nhiều tiền trong nền kinh tế, giá trị của mỗi đồng càng thấp. Để mua một món hàng, bạn sẽ cần rất rất nhiều tiền. Ví dụ gần đây nhất là đất nước Zimbabwe, đất nước mà trong năm 2008 bị lạm phát nặng nề do in tiền. Đây là hậu quả một số quyết định sai lầm từ Tổng thống Robert Mugabe. Mugabe đã in nhiều tiền khi nền kinh tế trở nên tồi tệ hơn để chi trả cho các khoản chi tiêu của chính phủ. Điều này đã làm cho lạm phát vọt.
Các bạn có biết vào giữa tháng 11 năm 2008, lạm phát của Zimbabwe đạt tới đỉnh điểm của nó, đạt tới 6,5 x 10·22%, hay nói cách khác, con số đó có tới 22 chữ số. Đồng tiền của Zimbabwe đã giảm tới mức kỷ lục 25 triệu đô la Zimbabwe đổi 1 USD. Và cũng trong năm đó, tỷ lệ lạm phát hàng tháng đạt 3,5% tại cửa hàng của địa phương, 12 triệu đô la Zimbabwe chỉ mua được một bó rau diếp, 10 triệu đô chưa chắc bạn đã mua được một ổ bánh mì vì thực phẩm khá khan hiếm, và một quả trứng có giá 50 tỷ đô la Zimbabwe, một ổ bánh mì bằng giá của khoảng 12 chiếc xe hơi mới trong 10 năm trước đó. Zimbabwe đã cho in tiền với tờ mệnh giá cao nhất là 100.000 tỷ, nhưng tờ tiền này cũng để chỉ mua vé xe buýt trong tuần. Lạm phát ở Hoa Kỳ chỉ là 2%, và các nhà kinh tế nhìn chung đồng ý rằng mức lạm phát trong khoảng từ 1 đến 3% là hết sức tối ưu. Mọi người theo đúng nghĩa đen là sử dụng xe cút kít đầy tiền mặt để đi mua một ổ bánh mì vào lúc này. Bạn có nhớ ví dụ bên trên, mang theo tiền sẽ nhẹ nhàng hơn so với muối, gia súc, gia vị để trao đổi, còn lúc này mang theo tiền có khi còn vất vả hơn nhiều. Vào năm 2009, đồng đô la của Zimbabwe đã bị hủy bỏ, và cho đến ngày nay, họ vẫn chưa có đồng tiền quốc gia. Người dân của họ sử dụng các loại tiền tệ như đô la Mỹ, đồng bảng Anh và đồng euro. Nhưng, nực cười là thế, đây chỉ được coi là lạm phát tệ thứ hai trong lịch sử sau Hungary năm 1946. Mặc dù lạm phát của Zimbabwe đạt đỉnh cao vào giữa tháng 11 năm 2008, lạm phát hàng tháng cao nhất là 79,6%, trong khi Hungary cao nhất hàng tháng lạm phát diễn ra vào tháng 7 năm 1946 là 41,9 × 10·15%, với giá tăng gấp đôi sau mỗi 15 giờ, thật là kinh khủng. Tiếp theo là vấn đề trong quan hệ tài chính quốc tế. Có thể các bạn nghĩ là mình in tiền nhiều hơn để sang mua hàng từ các quốc gia khác, vùng đất khác. Nhưng thử nghĩ xem, xét hai quốc gia Việt Nam và Mỹ, tỷ giá hiện tại là khoảng 23.000 Việt Nam đồng trên 1 đô la. Giả sử Việt Nam chúng ta in thêm rất nhiều tiền, trong khi các yếu tố khác không đổi, điều này làm cho hàng hóa Việt Nam trở nên đắt đỏ hơn. Người Việt Nam có nhiều Việt Nam đồng sẽ thấy được lợi ích khi mua hàng hóa ở Mỹ do rẻ hơn tương đối. Lúc trước bạn mua một chiếc bánh mì bằng 1 đô la và giờ vẫn vậy. Nhưng để mua được hàng bên Mỹ thì chúng ta phải đổi Việt Nam đồng lấy đô la. Từ đó, nhu cầu đô la sẽ tăng, nghĩa là đô la sẽ tăng giá. Và lúc này, giá quy đổi 1 đô la không phải là 23.000 đồng nữa, có thể là 30.000 đồng, 300.000 đồng, 3 triệu đồng chẳng hạn. Nói tóm lại là, nếu chính phủ Việt Nam chúng ta phát hành thêm tiền, đã không mua được hàng Việt Nam đã đành, mà cũng chẳng mua được hàng hóa ở nước ngoài bao nhiêu, in tiền cũng tốn kém mà không nhận lại được gì nên chính phủ sẽ không in. In nhiều tiền có thể gây ra Việt Nam nghèo đói hơn. Như ý một có đề cập đến việc in tiền không thông qua cân đối thì sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát, đồng tiền bị mất giá. Khi đó, những ai người ngân hàng thì phải nhanh chóng rút ra để mua vàng hoặc ngoại tệ nhằm tránh đà lạm phát. Họ sẽ mua hàng hóa để dự trữ. Và hệ lụy có thể là thay vì bỏ ra 100.000 đô để đi du học, nay bạn có thể bỏ ra tới 200.000 đô mới đi du học được. Rồi sự đổi ngôi sẽ xảy ra một cách bất ngờ. Người nắm giữ hàng hóa sẽ giàu lên và người nắm tiền sẽ nghèo đi. Trong tay bạn càng có nhiều tiền thì bạn càng nghèo. Ai nắm giữ hàng hóa như muối, gia súc, gia vị lúc đó sẽ giàu lên nhanh chóng. Có một vài ví dụ bên trên và mình đã giải thích cho các bạn đã hiểu tại sao chúng ta không để in thêm tiền chưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy ủng hộ mình bằng cách giúp mình ấn nút đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến của các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn trong các video lần sau.